Khánh Hưng chính là golfer trẻ nhất của đội tuyển golf Việt Nam tại SEA Games lần này. Trước khi SEA Games diễn ra thì Khánh Hưng cũng đã là một nhân vật đáng chú ý và đáng được chờ đợi. Và anh đã không khiến chúng ta phải thất vọng với một chiến thắng cực kỳ ngoạn mục và đáng nhớ. Cả hai tay golf nam của chúng ta tại giải lần này là Lê Khánh Hưng và anh Minh đều đã thi đấu xuất sắc. Đây là những hình ảnh mà ban tổ chức nước chủ nhà Cam Sốc cung cấp cho đài truyền hình Việt Nam. Và thật tuyệt vời khi chúng ta được chứng kiến những giây phút đi vào lịch sử của golf Việt Nam.